Seconds until minions spawn. Cây gia đình mới bị nếp rồi. Nhưng mà nếp đam phép thì cũng đâu có ảnh hưởng đâu ta. Con này lên đồ đam mà. Chắc đợi lên phòng thử kiếm nha. Đợi lên phòng thử kiếm. Phòng thử kiếm đi. Móc gì gặp team tăng cơ mới lên em. Team này đâu có tăng cơ gì đâu. Lên móc diệt phí đồ. Trời ơi, không đẩy lính đi cấp 2 chơi luôn, sợ gì trời. Hay da, mất thế luôn. Láo, chạy láo nè. Lên giao điện lên hoài, đợi lên phòng kiếm, tại phòng kiếm mới được bóp. Bên kia nó khát máu quá. Đụng chiến, đụng ra chiến gì. Khát máu dữ vậy sao. Cái móc diệt anh em đánh kiểu gặp mấy đội hình mà bên kia toàn tăng anh em mới lên thôi, chứ cái đó đâu có ngon đâu. Móc diệt lên con này lên không có ngon. Kiểu bên kia nó full đấu sĩ này nọ, cảm thấy mình thiếu đam mới lên thôi, chứ lên nó đâu có ngon đâu. Vô băng trụ nó, giờ là phải băng trụ á. Tới giờ mình băng trụ rồi. Chơi game đâu có tầm nhìn đâu anh em. Nhìn bản đồ nè. Nhưng mà tôi cũng đúp, biết tôi nghe nói là hai thằng nữa. Nhìn bản đồ nè. Không có một con mắt này mới cắm nha. Giàu quá. Đời giàu quá. À,
Method skill. Gờ vậy mấy anh trai. Mấy anh trai chiến thần vậy. Hết hồn ba. Hết hồn lắm ghê. Hết hồn. Quỷ kia làm hết hồn nha. Giật mình nè. Ta yếu tim rồi. Anh em thấy hay cho ta xin một like và subscribe nha. Cái subscribe đỡ đứng nó 111.000 đứng luôn rồi. Phần bùi ha. Món 4 lên huyết kiếm là cái nó tư thủ.